Ôi, mời các bác ăn cơm nhá. Mỹ Tưởng cũng mời các cô bác ăn cơm cùng anh em và các bác trưởng thôn với lại anh Bí Thư nhá. Mời nhá. Các bác với các cô anh chị ăn cơm nhá. Xin kính chào toàn thể quý các bác anh chị. Chào mừng quý các bác anh chị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Mỹ Tủa Vlog. Hiện tại thì các bác đây thì cũng ăn trưa xong thì mọi người cũng tiếp tục đi ra làm nhé. Còn mấy anh em thì cũng đang lấy xe để di chuyển đi sang bên đường kia để chở nốt bột đá đi vào đây. Và cũng mấy chị em không thì cũng đi sang đấy để hỗ trợ nhé, và xúc để cho vào tải để cho mấy anh em mà có đi xe thì sẽ chở vào đây. Đấy, còn bác Phó đây với lại một em đây là hai em đây là cũng đang ở đây để đào vứa để tiếp tục làm đây. Các bác được biết như bác Phó với lại anh Phứ Bí Thư đấy là những người mà luôn đi đầu và những người mà luôn là quan tâm yêu thương bà con, không quản ngại khó khăn mà lúc nào cũng sẵn sàng đi trước để giúp đỡ bà con vận động rồi tuyên truyền. Ở trong đấy là bể đấy bác, ở trong đấy là bể đấy. Giờ gió to thế. Giờ bác Phó là đi về đi ủng rồi ấy. Hai bác xin là phải chuyển sang bên kia đấy nhỉ. Chuyển đi sang bên kia. Để tí cho luôn một thành một đống to ở đây xong rồi tí đảo xong làm một thể luôn. Nặng thì hai người không tối về lại đau lưng. Bác Bố ơi, cái đoạn này này, cái chỗ này này phải sửa lại một tí này, chỗ này bị đấy hơi ít, cho thêm ấy. Ít bột à. Thêm ít nữa. Xoa luôn. Chỗ đấy bị lõm. Được. Được đấy. Bác Phó đã ra tay mà làm thì kiểu gì cũng chắc rồi nhé. Làm phải đảm bảo cho các con bỏ tiền ra không cháy cái lãng phí của các ông bà ấy. Làm để cho đảm bảo để không lãng phí tiền của các ông bà và các cô. Bác Phó rất tuyệt vời. Các bác và các cô sẽ học nay là tuần kiến của này là tuần chỉ đầu là rất là tốt. Rất
Ôi, bột bao rồi. Bột khó khăn nhất là đợi một tí để đổ bột đã. Bột đá rất là xa. Đúng rồi, khó khăn nhất là bột đá ở xa. Đi xúc xong rồi cho xe máy chở cho nhanh. Đi xúc xong lấy xe máy chở cho nhanh. Sắp xong rồi. Làm hôm nay nữa là xong luôn. Xong ngon lành rồi. Xong ngon lành rồi. Lấy đá về kè ở đấy cho cao lên một tí. To quá, to thì đập bé một tí. Búa ở đây đây. Ở ngay chỗ đằng sau, chỗ tải đấy gì đấy. Phải không? Đấy. Sao giờ gió to thế nhỉ? Đập ở trên kia luôn. Đấy, đập ở đấy thì đá nó bị rơi những cái mảnh bé thì nó lại rơi vào đấy luôn, đỡ phải nhặt. Chắc 2-3 chuyến nữa là đủ. Xuống cơ. Bé đi ra kìa bé ơi. Cái thịt là chết. Có tỏ mai ấy. Chỉ nó tỏ mai. Ôi, sao dụng đất nhiều 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 xuống kia bác ơi. Cái đất đi nè. Lấy cái gì xúc điện. Đáo vừa được nhá của em ơi. Chỗ kia hình như thiếu xi sao chống bốp kìa.
Rồi bác. Đảo đều đều một tí. Đây, cái chỗ này này. Không có xi, nhìn. Đấy vừa vừa thôi bác ơi. Nhiều xi quá à, nhiều nhiều nước quá lại nháo. À chúm gì chứ xin mông đó nhá. Chào xin mông thế nhỉ. Các khảo cho à, im mùa. À, phải hai lượt cho đều xi. Tập đá dưới này này, tập ít đá cho dưới này. Cố lên, cố lên. Ui dồi ôi, khỏe thế. Đúng là làm xong điếu thuốc nào khỏe thật bác nhỉ. Mỹ tưởng chiều bác cười. Biết là các bác giờ cũng đang rất mệt rồi nhưng mà vẫn chiều để nói chuyện với lại chiều các bác một chút cho vui. Mệt chưa? Lì đâu? Lì ở giỏ hơi cái dính, sổ hơi cái dính chưa? Mệt thì lại ngồi nghỉ làm điếu thuốc á. Chỗ đấy không được ơi. Đâu đâu đâu, đang nháo. Cái chỗ đấy đang nháo rồi bác bỏ nhỉ. Cái đá cho vào cái chỗ bật chân bác đang giẫm này, chỗ đấy đang thấp này. Cái búa đập. Hôm nay à, nắng ấm thế. Đi chở lúc xi về em ơi. Thêm một bao nữa. Thế mà tối thì thế sẽ mua cho kíp bó à? Kíp bó hả? Con nếp. Ở kia còn hai bao đi vác nốt về. Đảo cái chỗ này trước cũng được mà. Đảo cái chỗ nhiều xi ấy. Giờ nắng ấm thế.
Chắc phải thêm ít vào đây bác. Ừ. Chỗ đâu đóng nước kia kìa. Đấy. Để cho thêm lên trên nữa không á? Sắp xong rồi đấy. Sắp xong rồi, bác có vui không? Vui lắm, rất là hay lắm, hài lòng chưa? Bác hài lòng chưa? Có, rất là hài lòng. Từ sáng đến bây giờ rồi. Hài lòng từ sáng đến bây giờ. Phải hài lòng từ lúc làm đến giờ chứ. Vì hôm nay là hoàn thành mà. Hôm nay hoàn thành, hài lòng từ sáng rồi. Chắc bác phải cho thêm một ít đây nữa kìa. Cái chỗ này vẫn thiếu thiếu. Đấy, đọng nước đấy. Đấy, cái đoạn đấy. Ui, nhẹ nhàng quá em ơi. Chỗ đấy hơi hơi có đất. Cái đất đá bác. Được rồi bác. Được rồi, giờ hài lòng rồi. Rất hài lòng rồi. Đấy, đảo hai lượt thì nhìn đều hơn. Chỗ này toàn là bột thôi. Đẹp rồi bác ạ. Rồi. Đấy, cái chỗ đấy cho nó ngâm một tí. Kệ cái chỗ đấy cho nó ngâm một tí. Xong rồi đảo nốt cái chỗ này. Xong làm cho đủ luôn. Ở trên phi là hết sạch nữa. Cái xô kia bé quá nhỉ. Cho bên này nữa. Nước ấy.
lấy ván về kè ở đây luôn đi, về chạy chắn đấy luôn đi. Được, có vẻ hơi nháo hay sao bác? Được rồi, cho vội bình tĩnh. Đây là cho vào cái đây này. Đừng có làm đổ xuống đường là được nhé em trai ơi, đừng làm nước đổ xuống đường nhá. Thêm xi vào đi, đổ thì lại đảo vào. Được rồi. Lấy cuốc đảo đi, đảo cho đều đi. Bình tĩnh bác ơi, dây nước lắm rồi, tí lại vớ bờ ấy. Giờ là giai đoạn cuối cùng. Đấy, ai cũng đi ra đây để xem cái giai đoạn cuối cùng này. Vừa thôi, đừng có nháo quá. Ở đấy là bể đấy. Một tí lại rụng xuống bể thì khỏi chấm luôn. Ý da, định làm xe mô hình à? Định chơi xe mô hình à? Căng ấy nhỉ. Đảo cho đầy đều xong là làm một thể luôn. Nháo quá rồi bác ơi, quá nháo. Đây lấy một ít cái khô kia vào thôi kìa.
tí làm cái khe kia ở đây thôi, bỏ cái tấm ván ra, tí cho vào đây, làm cái khe ấy đây. Làm không thì đợi đảo xong vừa đó. Đợi. Đưa đồ ở nhà quá đấy. Được rồi, bây giờ đảo đều ra nữa là được rồi. Em mất thấu rồi. Sắp được đấy. Đây tôi lên thì cho qua không. Đâu rồi. Bây giờ bán bên kia còn không? Lên thêm một tấm về tre chỗ kia, chỗ bác bó đang làm kìa. Độ không mấy đâu mà. Đổ cho một ít vào đây. Cuốc một ít vào đây. Đấy, được rồi. Được rồi. Được rồi, bác ơi. Còn phải cho xăng đấy một tí. Đây, cho thêm một ít vào đây. Được rồi. Ui, nhảy nhẹ nhàng hơi không tí ạ. Thế là cũng là hoàn thiện con đường. Đấy, hoàn thành con đường mà đi xuyên qua hoang mạc đá này. Mọi người cũng rất là vui và phấn khởi luôn. Đây đây, xong, xoa xong rồi cho cái tấm này vào trong kia đi. Làm cái khe rắn nở đi. Thấp nữa. Được rồi.
Sắp xong rồi mọi người thấy buồn thế nhỉ? Hả? Sắp xong rồi thấy mọi người buồn thế nhỉ? Được đấy. Được rồi, em ơi, để cho chú ấy làm. Đây này, đây này. Đây. Chú khinh công luôn xuống đi, nhảy luôn. Dùng khinh công luôn này. Khinh công đấy. Hoàn thiện rồi. Còn mấy đường vuốt cuối cùng. Được rồi. Vui chưa? Xong rồi. Vui chưa? Xong rồi, cuối cùng cũng đã xong con đường. Rồi. Thì gửi lời cảm ơn thay mặt gia đình thằng Trơ. Hôm nay là tuyến đường này là hoàn thành xong này, chiều hôm nay rồi. Thì tôi rất là hài lòng, mà tôi rất là vui, rất là mừng, mà gia đình rất là vui, gia đình rất là mừng. Thì tôi xin chân thành cảm ơn các cú bác mà các mảnh thành cua luôn luôn mà mạnh khỏe mạnh hạnh phúc. Xin chúc các ông bà và các cô bác có tên vui vẻ. Thế là cũng đã xong cái tuyến đường và ba hộ dân ở trong này rồi. Và bà con thì cũng có con đường để đi lại nữa. Đấy, bác cũng thay mặt gia đình và mấy hộ đây cũng gửi lời cảm ơn. Đấy, quý của anh chị và quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ con đường. Đấy, em chưa làm xong đường rồi, mọi người có vui không? Vui chào sát đời. Cho cái tiêu có trái trần này bán như tôi và mình táo sắc kê là. Yeah, what chào ra tổ tiên lào tha
ai ở mưa này thì vào tàu cho kè giờ trên u dưới mà xe qua tàu cũng qua chợ ít lò rong tàu qua chợ dưới chỗ má chỉ trong đâu tí lò đây thì em chơi thì cũng có vừa mới cảm ơn nói tiếng Mông thôi, em ấy cũng không nói được tiếng phổ thông nên là cũng nói qua tiếng Mông thì cũng xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý các bác anh chị và quý mạnh thường quân đã gửi tiền ủng hộ cho em ấy làm xong con đường vào cái tuyến cũng như là vào chỗ nhà em bà vào cả ba hộ dân ở trong này, ba hộ gia đình ở trong này. Đấy, thì qua đây thì cháu Mỹ Tủa cũng thay mặt bà con ở đây cảm ơn toàn thể quý các bác anh chị và các nhà hảo tâm và quý tấm lòng vàng đã gửi tiền để ủng hộ cho bà con đây làm xong cái tuyến đường ở khoang mạc đá đây nhá. Mỹ Tủa xin chân thành cảm ơn ạ. Đấy, qua đây thì Mỹ Tủa cũng sẽ di chuyển, mọi người cũng di chuyển vào trong nhà để mình ăn cơm nhỉ. Đấy, sáng nay thì vào cũng mua gà vào đây rồi để tí nấu cơm ăn cơm ở đây luôn. Đấy, hôm nay thì cũng làm xong con đường rồi nhé các bác nhé. Đấy, quá mừng. Cái bể này phải che vào nhá, hôm nào đi chặt tre về xong để rào nhá, không sợ trẻ con à, không sợ trẻ con đi xuống đấy tắm à. Nhớ là làm xong đường rồi, hôm nào rảnh rồi thì đi chặt tre về xong là hộ ấy gia đình nhà em chơi đây hộ rào luôn cái bể này đi, không để như thế này trẻ con, sợ trẻ con rơi xuống đấy. Giờ thì cũng đang chặt gà ra để xào gừng. Đấy, hai con này thì xào gừng. Đấy, gia đình lại mua thêm gà vào nữa. Đấy, hai con này, hai con gia đình lại mua về để nấu thêm để xào. Còn hai con sáng nay Mỹ Tủa cầm vào thì cũng lấy đi luộc. Ủa, tụi tài kia đi xuống gà là đi mua hầu à? Có kia rồi. À kia tả hả? Ờ thế thì chặt ra để làm luôn một mẻ. Chơi chảo siêu to khủng lồ. Làm xong chúng ta cùng về nấu nướng, ăn một bữa cơm tại nhà gia đình em chơi đây luôn. Ôi vừa thôi, vừa thôi. Ôi. Chín chưa đấy? Chín rồi. Không tí chưa chín thì làm hai tô đầy luôn. Rồi. Chắc phải ba tô ấy nhỉ? Ba tô luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gà thì lại thay đổi quyết định đấy, lại luộc nhé các bác nhé. Hiện tại đang luộc gà đây. Sóc muối luôn, muối hạt to. Ủa cho vào đĩa đi, vào đĩa. Ơi van cơm ơi. Ê, hôm nay lại nấu cơm gạo này. Đấy, bữa nay xong đường rồi ăn linh đình quá nhỉ. Rau thì hơi ít. Đây toàn thịt đấy nhỉ. Ăn cơm đi, nó mỏ à. Em chưa. Xe xuống đây ngồi một tí để cho các bác dồn vào đấy ngồi đó. Bên đây ngồi. Muốn mua tiền thì là phải là tổng nhìn. Ừ. Đấy, được rồi. Đông vui rồi. Nhè bác sử thốt nhỉ. Giờ là hài lòng lắm rồi đấy. Giờ là rất hài lòng. Ôi, ăn cơm đi. Mời các bác nha. Đủ chưa, đủ chưa? Đủ rồi. Ôi, mời các bác ăn cơm nha. Đấy, mình tưởng mời các cô bác ăn cơm cùng anh em và các bác trưởng thôn với lại anh Bí Thư nhé. Mời nhé. Các bác với các cô anh chị ăn cơm nhé. Ăn cơm đây. Thử xem mà cơm hôm nay vào mấy lần rồi nhỉ? Hôm nay được ăn cơm gạo tại nhà. Ngon đấy. Món này rau gì đấy? Rau xà lách á? Phải không ấy? Không phải. Rau gì không nhớ tên. Đúng vậy. Ăn thịt đi. Đây, ăn thịt đi. Ui. Làm miếng bé bé không? To quá. Đây, thịt. Lọc gì nhỉ? Đó. Rau ngon đấy nhỉ. Rau hơi ít. Rau ít.
để mình lên đó nhé. À mùi thì đưa đồng thế đúng không? Hôm nay ăn là không có ớt đấy nhỉ? Không có nước trắng. Nguyên gà là còn sắp muối hết rồi. Xong cái này là mọi người ăn thật lực vào đi, ăn cho no nhá, để lấy lại sức. Thôi mọi người ăn sau nhá, xin phép đây. Đấy, đi về luôn này. Đấy mọi non này, ngủ tre à? Thôi, đấy nhóm này à? Về cho anh. Về thôi nhỉ. Vâng. Đấy em về trước nhá. Vâng. Đường lên thì cũng xong rồi. Qua đây thì Mỹ Tuấn cũng sẽ kết thúc phim này của Mỹ Tuấn tại đây nhé. Mỹ Tuấn xin hẹn gặp lại quý bác chị vào những thước phim sau của Mỹ Tuấn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đường đã hoàn thiện. Cuối cùng thì cũng đã xong cái tuyến đường ở Phong Mạc Đá đây rồi nhé các bác nhé. Đây à, các bác cày thật lực luôn, làm không ngừng nghỉ luôn. Đã nghỉ hết lúc ăn trưa thôi. Đã xong.